Tại Việt Nam, năm 2022, doanh thu ngành game đã vượt mốc 500 triệu đô la Mỹ. Chỉ tính riêng video game, chưa kể đến board game hay các game khác, thì giá trị tại Việt Nam đã đạt trên 400 triệu đô la Mỹ. Con số này sẽ tăng lên gần 600 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Tiềm năng của ngành game là cực kỳ lớn. Việt Nam có dân số trẻ, những người rất hứng thú với game. Bên cạnh đó, rất nhiều studio game lớn hiện đang hợp tác với Việt Nam và ngành công nghiệp game hiện nay. Tiềm năng thực sự rất lớn. Ngành công nghiệp game quy mô tỷ đô của Việt Nam đang gặp rào cản lớn vì thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang cần khoảng 30.000 nhân lực trong thời gian tới. Rất nhiều người đến với ngành game thông qua việc phát triển và lập trình. Trên thực tế, ngành game đang thiếu những cá nhân sáng tạo có thể đưa ra ý tưởng mới cho trò chơi mới, thay vì sao chép những gì đã có trên thị trường. Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc ngành game Việt khác nhân lực chính là định kiến đối với game, khi nhiều người vẫn cho rằng game là xấu. Dưới góc độ giáo dục, Việt Nam chưa có nhiều nơi đào tạo chuyên ngành về game. Nguồn nhân lực dành cho ngành game hiện nay thường là từ các ngành gần như công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa. Chúng ta vẫn chưa có mảng ngành đào tạo bậc đại học cho ngành game. Trong khi đó, trong top 100 chương trình đào tạo bậc đại học về ngành game trên thế giới, thì tại châu Âu và Mỹ chiếm trên 60%. Mới đây, Đại học RMIT Việt Nam đã mở chương trình cử nhân thiết kế game đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành này. Đây là thời điểm mà chương trình cử nhân thiết kế game của chúng tôi phát huy tác dụng. Chúng tôi đã xác định liệu có sự thiếu hụt về kỹ năng hay tài năng trong ngành game, sau đó phát triển chương trình học mới này nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Chương trình hướng đến những cá nhân xem xét một cách sáng tạo tất cả các khía cạnh khác nhau của game để tạo ra những game độc đáo, không chỉ là video game mà còn là game cho giáo dục, vì lợi ích xã hội hay board game cộng đồng, game truyền thống cũng như các game đã quen thuộc hơn như game online và video game. Mới đây, tại sự kiện Ngày Toàn Chơi, All Play Day, nằm trong khuôn khổ Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2023, VFCD 2023 diễn ra tại Đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn. Diễn giả Nguyễn Thiện Toàn, Product Manager, Board Game Designer của công ty Ngũ Hành Games, cựu sinh viên Đại học RMIT nhận định hạn chế của nhân lực ngành game tại Việt Nam chính là ở sự cọ sát thực tế trong thiết kế và sản xuất sản phẩm game. Các cơ sở giáo dục có thể tạo điều kiện cho các bạn có thể được tiếp cận nhiều hơn đến nguồn lực ở nước ngoài, những cái hội chợ, những cái buổi triển lãm về ngành game thì các bạn sinh viên ở Việt Nam cần phải được tiếp cận. Và vì rào cản ngôn ngữ mà, cho nên là nhiều lúc mình sẽ muốn các bạn, cái trường sẽ chú ý nhiều hơn về ngôn ngữ, không chỉ riêng tiếng Anh đâu mà có những ngôn ngữ khác như kiểu tiếng Nhật, hoặc là ở châu Âu thì chúng ta sẽ có tiếng Pháp. Thì những ngôn ngữ đó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn rộng hơn và biết được nhiều thứ về ngành game của Việt Nam hơn. Trong khi đó, dưới góc nhìn doanh nghiệp, những công ty game hàng đầu khu vực cũng cho rằng nhân sự ngành game Việt thiếu tiếp cận thị trường thực tế, cần có thêm nhiều những sự kiện như Ngày Toàn Chơi để thúc đẩy tiềm năng của các bạn trẻ sáng tạo hơn trong lĩnh vực game, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của ngành game trong và ngoài nước. Thực sự yếu tố thì cái thứ nhất là rất là đơn giản, là sự chủ động. Thì ví dụ trong lúc các bạn đang học đi, thì các bạn chủ động, các bạn đi tìm những cái studio, đi networking, kết nối, các bạn giống như là phải có dự án cho các bạn làm thử, test thử, để biết, thứ nhất là biết mình đang đứng ở đâu. Ví dụ có thể trong trường các bạn thấy là à, mình làm được, mình làm hay, thầy cô có thể đưa điểm cao, nhưng mà ra ngoài thị trường thì các bạn còn đi thua rất là xa, nhiều người. Thì cái yếu tố thì các bạn còn phải tiếp cận cái thị trường thực tế luôn. Mong muốn duy nhất của mình là các bạn sẽ cần phải tự học rất là nhiều. Những thứ học trong trường là một câu chuyện, khi đi làm thì cần phải tự học cái văn hóa của công ty, tự học những cái sản phẩm bạn sẽ phải cấp tiếp nhận và cứ liên tục tự học. Cái kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất đối với mình cho một nhân sự, đặc biệt trong ngành sản phẩm như là ngành sáng tạo board game. Giáo sư Julia Gamester, trưởng khoa truyền thông và thiết kế RMIT Việt Nam cho biết, bằng việc tạo ra các sự kiện sáng tạo như Ngày Toàn Chơi, Oakley Day, nhà trường đang nỗ lực phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành về thiết kế game, thiết kế đồ họa cho game, kịp thời nắm bắt xu thế và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành game tỷ đô la Mỹ.
Chúng tôi trang bị cho các em khả năng làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi sử dụng công cụ Unity, một game engine đa nền tảng và là công cụ phổ biến nhất trong ngành. Chúng tôi có một ban cố vấn doanh nghiệp rất mạnh với những công ty như GameLoft, giúp chúng tôi xác định hướng đi mà ngành game đang hướng tới để chúng tôi có thể đảm bảo chương trình giảng dạy phù hợp và sinh viên có những kỹ năng tương ứng. Các công ty mang lại những cơ hội thực tập. Chúng tôi có những giả khách mời và những hoạt động như hôm nay, nơi chúng tôi tập hợp mọi người trong ngành và sinh viên lại với nhau để khám phá các khía cạnh và tiềm năng đa dạng của ngành game trong tương lai.